Thưa quý vị, càng về những tháng cuối năm thì nhu cầu tiêu thụ nông sản của người dân tại các chợ lại tăng cao. Để đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, các chợ đã triển khai các giải pháp bình ổn phù hợp. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Kể từ tháng 9 đến nay, giá vật tư nông nghiệp tăng cao cùng với thời tiết bất thường, dẫn đến chi phí sản xuất của nông dân bị đẩy lên. Điều này không khỏi dẫn đến các nông sản vào các chợ cũng phải tăng giá theo. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại chợ Hòa Cường, quận Hải Châu, giá cả các loại hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản vẫn tương đối ổn định. Hầu như là tất cả các mặt hàng nông sản thì nó cũng tạm ổn. Thì như những cái mặt hàng như nhu yếu phẩm này, những cái mặt hàng về gia vị như là dầu ăn thì nó tăng khoảng gần 15%. Trứng gia cầm thì là tăng tới 17-20%. Còn lại cá và những thịt gia súc gia cầm thì gia súc thì là không, hầu như không tăng, và củ quả thì nó cũng không biến động nhiều, cho nên là nói chung là nguồn hàng rất là dồi dào ở chợ. Để đảm bảo nguồn cung và giá cả hợp lý cho người tiêu dùng, ban quản lý khu chợ này đã triển khai các giải pháp nhằm điều tiết kết nối thêm nhiều nguồn cung nông sản để bình ổn thị trường, tăng cường theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá. Ban quản lý chợ thì cũng có niêm yết giá đối với lại tất cả các mặt hàng sản phẩm theo quy định. Rồi thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các cái hộ dân, hộ tiểu thương giữ giá trong chợ để nhằm thu hút cái người dân vào tham gia mua sắm tại chợ, và phân công các cái tổ đội thường xuyên có kế hoạch kiểm tra các cái mặt hàng kinh doanh trên địa bàn chợ. Hiện tình trạng nhiều hộ tiểu thương nghỉ bán các chợ bị trống kiosk xảy ra thường xuyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn cung nông sản trong những tháng cuối năm. Tiếp tục có cái giải pháp và vận động các cái hộ kinh doanh mà nghỉ bán từ 25-30%, 35% thì sẽ tiếp tục vào chợ và có chính sách ưu đãi đối với các cái hộ tiểu thương. Và người dân thì tham gia vào mua bán tại chợ thì cố gắng là tuyên truyền họ và có cái giải pháp để cho giúp đỡ người dân họ vô mua sắm ổn định, giữ gìn cái an ninh trật tự của chợ. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nông sản của người dân trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao. Trong bối cảnh nguồn cung tại chỗ chưa đảm bảo, giá vật tư nông nghiệp chưa ổn định sẽ là những yếu tố có thể dẫn đến biến động giá trong dịp cuối năm nay.